Thưa quý vị, hôm qua Hội đồng Nhân dân huyện Định Quán khóa 12 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ hai, kỳ họp giữa năm theo luật định, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện trong 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp của Định Quán ước đạt gần 2.400 tỷ đồng, đạt trên 50% kế hoạch năm, tăng gần 3,9% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 6,8%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1.100 tỷ đồng, tăng gần 3%. Ước thu ngân sách trên 150 tỷ đồng, đạt 70% so với kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đầu năm 2021, huyện đã tổ chức lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho 3 xã, nâng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại huyện Định Quán lên 6 xã. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt hiệu quả, công tác truy vết được tiến hành khẩn trương, khoanh vùng kịp thời nhằm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Kỳ họp đã thông qua 7 nghị quyết nhằm đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong thời gian còn lại của năm 2021.